Chào các bạn, hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn về cái cách làm hồ sơ và một số cái lưu ý khi mà mình làm hồ sơ để xin việc đối với các bạn học sinh sắp ra trường hoặc là vừa mới ra trường. Thế thì nó có cái phần, có mấy phần. Cái phần thứ nhất là về cái resume của mình. Resume thì có nhiều loại bố cục, thì các bạn có thể search ở trên mạng, các bạn chọn cái loại bố cục mà các bạn thích. Mình đây là mình ví dụ một loại bố cục. Đây đầu tiên là ảnh này, xong rồi là các cái phần là thông tin cá nhân này, thế xong rồi là các cái education của mình này, xong đến về cái work history này, thế xong rồi đến cái phần cuối cùng là cái phần kỹ năng của mình, skill của mình. Thế thì thứ nhất là về cái phần thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân thì các bạn lưu ý là ở Mỹ thì không như ở Việt Nam là mình điền cả cái ngày tháng năm sinh, rồi nơi sinh, rồi mình là nam hay nữ. Ở đây thì họ không cần cái đấy. Bạn chỉ cần để tên tuổi đầy đủ này, số điện thoại này, địa chỉ email này và địa chỉ nơi bạn đang sống. Thế cái lý do mà mình không cần để mình là giới tính gì, mình là bao nhiêu tuổi, là ở đây để họ tránh cái việc là có cái sự phân biệt chủng tộc. Phân biệt chủng tộc đó là ví dụ như có những công phân biệt giới tính, rồi phân biệt tuổi tác đấy. Thì ví dụ như có những công ty người ta chỉ thích chọn nam thôi, thì nếu mình ghi mình là nữ thì nhiều khi là họ cái hồ sơ của mình họ không cho qua chẳng hạn. Hay hoặc là ví dụ như là mình người ta chỉ thích tuyển người trẻ thôi chẳng hạn, thì khi mình ghi cái ngày tháng năm sinh của mình vào mà lớn tuổi rồi là họ cũng không thích chẳng hạn đấy. Thế thì cái vòng đầu tiên ấy, là mình không, họ không cần biết những cái thông tin đấy. Đấy là cái lưu ý thứ nhất về cái thông tin cá nhân. Cái lưu ý thứ hai thì là bạn biết rằng là cái tên của mình cũng rất là quan trọng. Bạn cũng không đừng ngại, ví dụ mình là từ những nước châu Á, mình nghĩ rằng là mình phải có cái tên tiếng Anh thì mình có dễ xin việc hơn, thực ra cũng không phải thế. Đấy. Thế thì nhưng mà thực ra cái này cũng khó nói. Có những công ty nhá, khi người ta nhìn được cái tên, người ta nghĩ rằng à, cái người này là người châu Á, hay người này là người Mexico, hay là người này là người châu Âu chẳng hạn. Thế thì họ cũng có, nói thật ra là thực tế là nó cũng có cái sự phân biệt. Nhưng mà cũng có những công ty người ta ưa tuyển dụng những người châu Á các bạn nhá. Cho nên là đừng ngại, đừng ngại cái việc đấy, cái tên của mình thì cái đấy là hoàn toàn. Các bạn có thể lấy một cái tên mới tiếng Anh, hoặc là cứ để nguyên cái tên gốc của mình là châu Á cũng không sao. Đấy là cái phần thông tin cá nhân. Thế phần thứ hai là cái phần education, là về cái phần học thức của bạn. Thì các bạn học cái gì, học ở đâu, học trong bao nhiêu lâu thì các bạn tất nhiên là các bạn điền vào. Thế nhưng mà đối với các bạn mà sinh viên mà gần ra trường ấy, thì các bạn cũng cứ làm cái resume này, và các bạn điền vào đấy là mình đã học từng này học phần, từng này môn, và còn bao nhiêu môn nữa thì sẽ tốt nghiệp chương trình. Thế và bạn dự kiến cái thời gian để bạn sẽ tốt nghiệp. Bởi vì là cái thời gian là để dự kiến tốt nghiệp là các bạn gần như là có thể dự đoán được. Bởi vì là cái số môn học trong từng kỳ là các bạn được chủ động. Các bạn có thể chọn 1, 2, 3, 4 môn trong một kỳ là do về cái khả năng tài chính, rồi về cái khả năng năng lực cá nhân, rồi khả năng về thời gian các bạn thu xếp là do quyền các bạn. Thế thì khi các bạn dự đoán được cái thời gian mà bạn tốt nghiệp thì cũng dễ hơn cho nhà tuyển dụng. Bởi vì nhà tuyển dụng nhiều khi người ta cũng đi tìm những cái người mà sắp ra trường đấy, thì là nếu mà họ mình gờ hợp vào những cái tìm kiếm của người ta thì biết đâu đấy, người ta lại có thể liên hệ với bạn. Đấy là về cái phần học thức, education. Thế còn cái về work history ấy, thì vì ở đây là cái trình độ mình đề cập đấy là các bạn sinh viên sắp ra trường hoặc vừa ra trường, thì mình thường là apply vào những cái level gọi là entry level, là cái bậc mà sớm nhất đầu tiên của cái vị trí công việc của bạn. Cho nên thực ra cái nhà tuyển dụng họ cũng không mong đợi là các bạn có nhiều kinh nghiệm việc làm. Nhưng nếu các bạn đã có kinh nghiệm trong cái quá trình mình học thì các bạn sẽ được điểm cộng rất là cao. Đấy, thế thì biết là như thế thì các bạn nên xây dựng từ lúc mình đang đi học bằng các việc là các bạn cứ làm volunteer nhá. Mình cứ đi làm giúp cho các công ty mà mình không nhận trả lương, mình cứ làm cho họ như thế, mình chấp nhận là làm không công cho họ, để là mình được học những cái bài học thực tế và mình xây dựng những gọi là cái hệ thống network của mình. Thì những cái người mà mình đã đi làm cho người ta kiểu như là volunteer như thế thì sau này mình có cái quan hệ tốt với họ, là mình có thể nhờ họ
cho mình những cái lá thư giới thiệu. Cái đấy cũng rất là quan trọng. Đấy là cái phần mà work history. Còn nếu bạn nào mà đã ra trường rồi hoặc là đã đi làm một số nơi rồi thì đã làm ở đâu, thì các bạn cũng nên ghi hết rõ ra làm ở đâu, công ty tên là gì, địa chỉ ở đâu, và bạn đã làm ở những vị trí gì ở trong cái công ty đấy. Thì càng viết chi tiết càng tốt. Và kể cả các bạn đi làm volunteer chỉ có một tuần độ 2-3 tiếng, trong một thời gian ngắn các bạn cũng ghi vào, thừa còn hơn là thiếu, đừng bỏ sót. Vì cái work history thì nó không phải là cái điểm mạnh, nhưng mà nó lại là điểm cộng. Thì trong cái thị trường cạnh tranh ấy, thì mình có thêm một điểm cộng thì rất là tốt. Đấy. Thế bạn đi làm internship ở đâu thì bạn cũng ghi rõ ra. Đấy, làm trong bao lâu, làm ở chỗ nào, thời gian, địa chỉ của cái nơi đấy, ghi rõ ra để cho họ biết là mình rất là cụ thể. Và khi cần là họ có thể kiểm tra. Họ, ở đây là họ gọi điện đến những cái nơi mà mình đã từng tham gia, họ kiểm tra rất là nhiều các bạn ạ, các nhà tuyển dụng ấy. Đấy là cái phần work history. Thế còn cái phần kỹ năng thì rất quan trọng. Quan trọng ở đây vì sao? Vì các bạn là ở cái mức entry level, ở cái mức mà là mới sinh viên, mới ra trường, họ không mong đợi các bạn có nhiều kinh nghiệm, thì cái kỹ năng của bạn lại là cái điểm nhấn. Cái kỹ năng ở đây thì những kỹ năng gì các bạn đã có, kỹ năng tự nhiên như là năng khiếu của bạn này, hay là những cái kỹ năng mà bạn đã rèn luyện trong cái quá trình học tập, thì các bạn kể ra. Thế nhưng các bạn nên lưu ý một việc là kỹ năng của bạn có này, nhưng bạn phải tìm hiểu xem là liệu là những cái kỹ năng của bạn có đấy có phù hợp với kỹ năng của nhà tuyển dụng họ mong chờ không. Thế để tìm được cái này thì mình cũng sẽ giới thiệu các bạn vào một cái trang web của chính phủ Mỹ, của Bộ Lao động của Mỹ. Đấy. Thế thì tại sao mình phải cân nhắc cái các cái kỹ năng? Bởi vì các bạn biết là cái bước đầu tiên để sơ tuyển hồ sơ là họ dùng bằng máy quét. Thì khi mà máy quét thì họ thấy là cái phần education của các bạn hợp rồi, phù hợp rồi cho cái vị trí của họ cần tuyển, cái background là tốt rồi, thì lúc đấy là họ tìm kiếm đến cái năng lực, cái kỹ năng của bạn. Thế kỹ năng của bạn nhiều khi bạn có, nhưng mà bạn lại không dùng đúng cái keyword của họ, cái từ khóa của họ, thì cái máy nó lại không dừng lại. Vì cái máy nó, cái phần mềm nó lập trình ấy, thì nó có một số các cái từ khóa đấy, cái keywords đấy, thì khi nó gặp những cái từ đấy nó sẽ dừng lại ở cái hồ sơ của bạn, thì bạn sẽ được đi vào vòng sau, cơ hội để bạn được đi vào vòng tiếp theo nhiều hơn. Đấy, thì bây giờ thì mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn để tìm cái keywords để điền vào cái kỹ năng của bạn trong cái mục của cái resume. Đây, bây giờ bạn vào cái Google rồi bạn sẽ đánh cái từ này, Occupational Outlook Handbook này. Đấy, thì lúc đấy cái trang web của Bộ Lao động nó sẽ hiện ra đây. Bộ Lao động Mỹ sẽ hiện ra, thì mình kích hoạt vào đấy. Đấy, thì bây giờ bạn nhìn thấy đây, Bureau of Labor Statistics này. Thì khi bạn kích hoạt vào đây thì cái một loạt các cái nhóm ngành nghề nó sẽ hiện lên đây. Đấy, thì lúc đấy bạn sẽ chọn vào cái ngành nào mà bạn đang học và bạn muốn xin việc ở cái ngành lĩnh vực đấy. Thì bây giờ mình ví dụ là bạn muốn vào cái ngành IT. Đấy, bạn kích vào đây. Đấy, thì khi bạn kích vào cái ngành IT đấy thì nó sẽ hiện lên một loạt các cái ngành hẹp, chuyên ngành hẹp của cái ngành này. Đấy, bạn thấy không? Đấy, chuyên ngành hẹp này. Computer programmer này, nhà lập trình này. Đấy. Phân tích hệ thống này. Đấy. Software develop này. Tất cả các cái Information Security Analyst này. Đấy, thì tất cả những cái chuyên ngành hẹp của cái ngành IT nó sẽ hiện ra ở đây. Thế lúc đấy thì bạn bị, giả sử như bạn đang tìm kiếm một cái công việc của cái đầu tiên này. Đây, mình cứ thử vào cái này. Là cái công việc ở Computer and Information Research Scientist. Đấy, ví dụ bạn vào cái vị trí, bạn đang xin tuyển dụng vào cái vị trí này, thì bạn kích vào đấy thì bạn sẽ hiểu được cái mô tả công việc của cái vị trí này. Ở đây thì họ sẽ nói luôn này, đấy, cái vị trí này thì làm gì. Đấy, thì bạn thấy cái đầu tiên là vị trí này họ làm gì, thì ở đây là cái vị trí này thì họ sẽ có cái nhiệm vụ này, phát minh này, thiết kế này, đấy, thế rồi là nghiên cứu để những cái ứng dụng cho những cái hệ thống công nghệ hiện đang có này. Đấy, thế từ đấy thì mình sẽ nghĩ ra là à, cái nhiệm vụ người ta làm như thế thì cái kỹ năng, cái nhiệm vụ người ta là như thế, và cái đây
Và các bạn cứ tìm ở đây thì nó sẽ có những cái duties này, những cái nhiệm vụ rất là cụ thể. Đấy là cái cách người ta mô tả công việc ở cái vị trí này cho bạn. Thì từ đây, từ cái nhiệm vụ này thì bạn sẽ lọc ra những cái từ nào mà bạn thấy là quan trọng nhất đối với cái kỹ năng của nhiệm vụ này. Những kỹ năng nào là quan trọng nhất cho cái nhiệm vụ này thì bạn đưa vào trong cái resume của bạn. Và nếu mà bạn có cái đấy, nếu bạn thấy là mình có khả năng thiết kế, mình có khả năng phân tích, mình có khả năng là sáng tạo, explore này. Đấy, ví dụ sáng tạo thì có thể bạn có thể nói là creative, nhưng mà ở đây nó nói là explore. Thì bạn dùng, bạn chịu nghiên cứu các cái cách người ta viết, cái từ người ta dùng để mình dùng, thì biết đâu là nó lại đúng là cái keywords để cho cái máy nó dừng lại ở cái hồ sơ của bạn. Đấy, sau khi là bạn đã làm xong cái resume của bạn rồi thì bạn sẽ chuyển sang để hoàn thiện cái cover letter. Thế trong cái cover letter này thì bạn cũng lại nói lại những cái thông tin cá nhân của bạn này. Thế xong rồi bạn trình bày là vì sao bạn biết cái thông tin tuyển dụng này. Có thể là biết qua một người bạn hay là biết qua cái trang thông tin của cái trang web của chính cái công ty đấy. Bởi vì cái này là cũng làm cho nhà tuyển dụng cũng có một cái, có cái nhìn đánh giá bạn, là cái cách tìm kiếm thông tin của bạn để họ biết. Thế rồi bạn cũng trình bày là thể hiện cái sự say mê của bạn và vì sao bạn phù hợp cho cái vị trí này. Thế bạn cũng phải nói hết ra. Thế rồi khi mà bạn nói như thế thì cứ nói biết bằng cái giọng gian tự rất là tự tin. Khi mà bạn đã nghiên cứu kỹ cái công ty, nghiên cứu kỹ cái vị trí đấy và so sánh với cái khả năng, năng lực, kỹ năng của bạn, trình độ học vấn của bạn, thì bạn thấy bạn là người phù hợp nhất cho cái vị trí đấy, thì là bạn cũng nên viết ra. Và ngoài ra thì bạn cũng nhắc lại một số các cái kỹ năng của bạn mà bạn thấy rằng là có những cái keyword mà bạn nghĩ là bạn đã trình bày ở trong cái phần resume, thì bạn đã nhắc lại ở đây một chút để nhấn mạnh lại. Thế rồi bạn cũng nói thêm là nếu mà bạn là người tiếp thu nhanh thì bạn cũng nói ra mình tiếp thu nhanh và mình willing to learn, tức là mình vẫn cứ muốn là tiếp tục học, bởi vì là ở mình ở cái mức entry level thì cái việc học tiếp ấy là công ty họ đánh giá rất là cao. Đấy, bởi vì là những cái kiến thức thực tế là bạn chưa có nhiều. Thế nếu mà bạn quyết tâm học, họ cởi mở cho cái việc học, thì đấy cũng là một, mình nghĩ đấy là một cái cơ hội. Đấy, thế rồi là sau khi mà bạn nghiên cứu cái công ty ấy, thì bạn cũng nói ra là bạn có thể làm cái điều gì cho công ty nếu mà khi mà bạn được nhận vào. Đấy, đấy thì là mình nghĩ là trong cái cover letter thì mình nên nói những cái điều đấy. Thế rồi thì là cuối cùng là nhớ là cảm ơn. Cảm ơn người ta đã dành thời gian để đọc cái hồ sơ của bạn. Thế sau khi bạn có cái resume và cover letter thì thường là các bạn hay apply online. Thế nhưng mà mình vẫn có một cái chia sẻ thế này. Mình nên in bản cứng ra và mình gửi đến cái bộ phận nhân sự cho họ. Thế thì khi bạn in bản cứng thì bạn nên chọn, nếu mà bạn không có giấy màu thì bạn chọn giấy trắng cũng được. Giấy trắng thì bạn nên chọn giấy trắng dày, trắng tinh ra. Xong in ở những cái máy in mà mực nó nét để không bị nhòe. Thế rồi theo như mình hiểu thì khi mà bạn in được tìm những cái giấy màu như này này, hay là giấy màu kem này, đấy thì bạn in ra thì thường là thể hiện cái sự trân trọng hơn. Đấy, đấy là cái văn hóa mình học ở với cái người Mỹ, người ta hay làm như thế. Thế thì mình in xong mình gửi cho họ, mặc dù mình đã apply online rồi nhưng mình vẫn cứ gửi một bản cứng lên cái bộ phận nhân sự. Thừa hơn thiếu bạn ạ. Cái thứ hai nữa là các bạn nếu mà có các cái tài khoản ở trên các cái gọi là media, hệ thống media đó, Facebook hay là YouTube hay là Twitter hay là Instagram, tất cả những cái đấy, khi mà họ đã để ý đến bạn rồi, hồ sơ của bạn đã được họ để ý, thì họ sẽ kiểm tra bạn từ những cái đấy, từ những thông tin cá nhân của bạn như là địa chỉ email, số điện thoại, tên đầy đủ, là họ có thể tìm ra những cái tài khoản ở trên hệ thống media để kiểm tra bạn cuộc sống ở ngoài đời. Thế thì mình cũng nói các bạn như thế, để khi mà các bạn có cái tài khoản ở trên các hệ thống media ấy, là mình cũng nên là đầu tư như thế nào đấy để cho nó ấn tượng với những cái người tuyển dụng. Đấy là ý kiến của mình. Đây là cái tên cái trang web là LinkedIn, là mình rất là khuyến khích các bạn tham gia lập một cái profile ở trên cái trang web này. Đấy, đây là cái trang web, nó hoạt động từ năm 2003 của Microsoft.
Cái trang web này là để kết nối các cái professional. Đây này các bạn nhìn thấy không? Welcome to the professional community. Thì ở trong này là các bạn có cơ hội để như là tìm kiếm công việc này, để tìm những cái người mà bạn biết này, những cái người mà cùng với background của bạn đấy. Thế rồi bạn có thể học thêm những cái kỹ năng mới. Thế thì khi bạn tham bạn lập một cái profile ở trên cái trang web này thì sẽ cho phép bạn mình sẽ được hưởng rất là nhiều cái lợi ích. Đây ví dụ bạn có thể nhìn thấy đây các cái lợi ích khi mà bạn sử dụng cái trang web này này. Đấy là bạn sẽ tìm trong cái trang web này thường nó có một cái loạt những cái danh sách, những cái job mà họ đang cần người này. Đấy, hay là bạn có thể là tạo lên những cái mối quan hệ ở trên cái này, mà trên cái trang web này bạn join vào những cái group mà có cùng cái background giống của bạn. Đấy, ví dụ thế. Thế thì là cái trang web này cũng là một cái cách là kết nối, mở rộng cái network của bạn ra đấy. Thế thì ở trên này có rất cái nhiều nhà tuyển dụng họ tìm kiếm các cái ứng viên cho công ty của họ ở trên này. Thì các bạn là cái đối tượng mà đang đi tìm kiếm công việc ấy thì cũng rất là nên vào cái trang web này. Và cái profile của các bạn ở đây ấy, thì các bạn nên là update thường xuyên. Update ở đây là gì? Ví dụ như các bạn học xong rồi, các bạn đang học mà còn một môn nữa là xong, thì khi mà học xong thì các bạn update luôn vào cái profile của các bạn. Hoặc là các bạn đi làm được nửa năm rồi thì các bạn cũng update vào cái profile của các bạn là các bạn đang đi làm rồi và các bạn có cái làm ở cái vị trí như thế. Thế là mình cứ update thường xuyên độ nửa năm, một năm một. Thế là để cho mình là có cái cơ hội để reach out đấy, để tiếp xúc với những cái người mà cũng có cùng một cái background, cũng có cái mối quan tâm như của bạn để chia sẻ kinh nghiệm. Bạn có thể học kinh nghiệm từ người ta hoặc là người ta cũng có thể là học kinh nghiệm từ bạn. Đấy, đấy là cái cách để mà mình tham gia cái trang web này. Mình cực kỳ khuyến khích các bạn tham gia cái trang web này, lập một cái profile ở trên này. Ở đây thì mình cũng giới thiệu cho bạn các bạn cái trang web này. Đây các bạn có nhìn thấy cái trang web là volunteermatch.org. Đấy, thì cái trang web này các bạn vào đây thì các bạn sẽ mở ra cái cơ hội để đi làm volunteer. Volunteer rất là tốt các bạn ạ, bởi vì các bạn có thể học thêm một cái cách làm việc của họ mặc dù là mình không được trả tiền. Đây ví dụ vào các bạn vào cái trang web đấy thì các bạn sẽ đây người ta sẽ đề này: Find the best volunteer opportunities near Seattle. Đấy, thì vào đây thì các bạn có thể chọn các cái lĩnh vực mà các bạn quan tâm. Đấy, có rất là nhiều lĩnh vực này: animals, arts culture này, children young community này, computers technology này. Đây là cái xong rồi là họ có ở dưới là có con số, tức là có hiện nay ví dụ như IT là có 25 công ty họ đang cần volunteer này. Đấy, thì bạn cứ vào đấy, bạn vào từng cái lĩnh vực một. Thế là bạn đăng ký vào đấy thì khi nào mà bạn hợp với người ta mà chuyên ngành của bạn này mà hợp với người ta cần, rồi thời gian của bạn này hợp với người ta, thế là mình đi làm volunteer một tuần được 1-2 buổi thôi. Nhưng mà sau khi các bạn ra trường thì những cái thời gian mà bạn làm volunteer trong cái thời gian bạn đi học này rất là quý, vừa được học thêm mà sau đấy là bạn những cái người mà bạn làm volunteer cho thì họ sẵn sàng viết thư gửi cho nhà tuyển dụng, hoặc là người ta cũng sẵn sàng là cho bạn cái thông tin cá nhân của họ, số điện thoại hay là địa chỉ email để nếu cần thì nhà tuyển dụng có thể liên lạc với họ để hỏi về năng lực của bạn. Đấy thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn cái trang web này để mình vào mình tìm kiếm cơ hội để đi làm volunteer. Thế trong cái resume của các bạn thì có một cái điều nữa rất là quan trọng là các bạn phải điền được hai cái thông tin, ít nhất là hai thông tin của cái người mà giới thiệu cho bạn, tức là hai cái gọi là reference đấy. Thế thì nếu các bạn đang đi học thì các bạn có thể là nhờ một giáo viên ở trong trường, một giáo sư nào đấy, hoặc là các bạn đi làm volunteer thì các bạn sẽ nhờ một người nào đấy ở chỗ volunteer viết thư cho bạn, hoặc là bạn có thể xin phép họ là để cái số điện thoại hay là địa chỉ email vào trong cái resume của họ, để trong trường hợp nếu mà nhà tuyển dụng họ để ý đến bạn thì là họ sẽ có cái người để họ gọi điện đến để họ hỏi thêm, để biết thêm về bạn. Thường ở bên Mỹ này bao giờ người ta cũng có một cái bên thứ ba
để người ta hỏi. Thế thì mình cũng giới thiệu cho các bạn là, bởi vì nếu các bạn là mới ra trường này hay là các bạn đang là sinh viên thì cái xây dựng cái network ấy, nó cái network của mình ấy nó chưa được nhiều người quen lắm để có thể nhờ. Bởi vì thực ra nếu mà mình nhờ được những cái người mà có uy tín, có danh tiếng mà viết cho bạn những cái lá thư hay là sẽ nói tốt về bạn cho nhà tuyển dụng thì cũng là một việc rất là quan trọng. Thế thì mình cũng rất là mong muốn các bạn gặp được nhiều may mắn để tìm được cái công việc mà bạn yêu thích, được làm việc để học tập thêm những kinh nghiệm làm việc thực tế ở nước Mỹ. Cảm ơn các bạn.